Đây cũng là một dịp may cho con là được đi theo cái đoàn Hoàng Pháp của châu Âu và các châu do Hòa Thượng Thích Duy Điển, Hương trưởng Chùa Liên Giác hướng dẫn. Con đến đây, đây là lần thứ hai. Thì lần nào đến đây thì cũng có cái mới mẻ trong đó. Là ngôi chùa tuy không có thầy,